Đề tài là kiểm thử thủ công ba chức năng chính của trang web điện máy xanh.com ạ. Lời mở đầu thì kiểm thử website là tên gọi được đặt cho một quá trình kiểm thử phần mềm tập trung vào việc kiểm tra các ứng dụng web. Hiểu theo cách đơn giản thì kiểm thử website chính là kiểm tra xem ứng dụng web có chứa những lỗi tiềm tàng nào không trước khi chính thức đưa website đi vào sử dụng. Hiểu theo một cách đơn giản thì kiểm thử web chính là kiểm tra xem ứng dụng web có chứa những lỗi. Đây là một công việc liên quan đến lập trình web, web app. Các khâu cần kiểm thử đó chính là bảo mật tính năng, khả năng xử lý lưu lượng, hiệu suất của website. Trong báo cáo môn kiểm thử phần mềm nhúng này, nhóm 15 chúng em chọn điện máy xanh.com làm đối tượng kiểm thử cũng như là nghiên cứu. Bọn em sử dụng cách thức kiểm thử là kiểm thử thủ công. Về mục đích thì bọn em muốn mô tả một cách tổng quan về các hoạt động trong giai đoạn kiểm thử hệ thống, lên kế hoạch kiểm thử, xây dựng bộ test case theo yêu cầu, tiến hành kiểm tra phần mềm dựa trên bộ test case đã soạn, thông báo các lỗi tìm được khi thực thi kiểm tra chương trình và cập nhật tình trạng vào bộ test case. Bọn em sử dụng công cụ kiểm thử là khi để quản lý config cấu hình thì sử dụng phần mềm mà Microsoft Office Word bản 2016. Nội dung chính thì gồm có 3 phần: mở đầu và mục đích của đề tài kiểm thử, quy trình kiểm thử và hiệu quả kiểm thử. Bọn em sử dụng phương pháp kiểm thử là kiểm thử hộp đen. Kiểm thử hộp đen là một phương pháp kiểm thử phần mềm mà việc kiểm tra các chức năng của một ứng dụng, trang web không cần quan tâm vào cấu trúc nội bộ hoặc hoạt động của nó. Phạm vi kiểm thử của bọn em thì phạm vi áp dụng sử dụng biện pháp thủ công để kiểm thử ba chức năng chính của website. Trong quá trình bàn bạc và ấy thì bọn em đã quyết định là lựa chọn ba chức năng để kiểm thử, đó là chức năng tìm kiếm, chức năng đặt hàng và hủy đơn hàng. Bọn em đã lập ra một quy trình kiểm thử thì đầu tiên là lập kế hoạch và kiểm soát kiểm thử. Sau đó thì bọn em sẽ phân tích và thiết kế test case. Tiếp theo thì bọn em thực thi chạy test case, sau đó thì tổng hợp lại và làm báo cáo ạ. Trong quá trình kiểm thử chức năng website, trong kiểm thử chức năng thì bọn em đã kiểm tra từng thành phần hoạt động có như mong đợi hay không. Vì vậy thì nó còn được gọi là kiểm thử các thành phần. Kiểm thử chức năng giúp kiểm tra các chức năng của thành phần ứng dụng. Chức năng tìm kiếm thì bọn em sử dụng bọn em đã thực thiết kế những các test case để kiểm tra các kiểm tra tìm kiếm theo từ khóa thông thường, kiểm tra từ khóa kết hợp tên và giá, kiểm tra tìm kiếm theo từ khóa được tìm gần đây và tìm kiếm theo tên viết tắt. Về chức năng đặt hàng thì bọn em đã thiết kế các tình huống như là kiểm tra các trường nhập thông tin trước khi đặt hàng, kiểm tra khi sửa lại thông tin cũ, kiểm tra khả năng nhận ký tự. Ký tự có thể nhập bé vào bé hơn 1, lớn hơn 100, kiểm tra theo yêu cầu riêng các từ được tìm kiếm nhiều, các từ đã được tìm kiếm trước đó. Chức năng hủy đơn hàng thì bọn em đã thiết kế để kiểm tra các kết quả để hủy đơn hàng, kiểm tra lý do hủy đơn hàng có sẵn, kiểm tra trường hợp hủy hàng không lý do và lý do với các ký tự không hợp lệ. Kiểm tra khi nhấn hủy đơn rồi đóng.
Sau khi bọn em đã kiểm tra thì số lượng test case bọn em làm là 58. Số lượng test case mà đã pass thì là 51 với tỷ lệ là 87,93%. Số lượng test case mà fail thì là 7 với tỷ lệ là 12,07%. Sau đây thì em xin phép show cái bảng test case cho cô và các bạn cùng xem ạ. Ở đây thì bọn em đã phân ra các test case theo ấy thì đầu tiên là kiểm thử chức năng đặt hàng. Ở trong kiểm thử chức năng đặt hàng thì bọn em đã tìm ra được 3 lỗi fail. Đầu tiên đó chính là khi mà nhập ô họ tên và ký tự đặc biệt, ví dụ như là A còng thăng ký hiệu đô la phần trăm và dấu sao, thì kết quả mong muốn thì nó kết quả mong muốn của bọn em thì là nó sẽ hiện là vui lòng nhập họ tên có theo đúng định dạng, phải có ký tự từ A đến Z, thì cái trang web nó vẫn cho bọn em nhập những cái ký tự đặc biệt ạ. Cái thứ hai là khi mà nhập vào ô họ tên và bằng các ký tự số thì kết quả của bọn em nhận được là vẫn trang web vẫn cho bọn em nhập các ký tự số vào ô họ tên. Thứ ba nữa là khi mà bọn em nhập họ tên ký tự từ A đến Z, khi mà chỉ nhập một ký tự ấy, thì trang web vẫn cho bọn em nhập tên có một ký tự thôi ạ. Ở trong trong phần kiểm thử chức năng xuất hóa đơn của công ty thì khi mà bọn em search trên mạng các mã mã số thuế của công ty thì bọn em vẫn nhập được, nhưng mà đến lúc mà bọn em nhập thử tên của công ty khác hoặc là địa chỉ của công ty khác thì trang web nó vẫn vẫn cho bọn em nhập các nhập sai tên công ty và tên địa chỉ của công ty ạ. Ở trong chức năng kiểm thử chức năng tìm kiếm thì bọn em có gặp một trường hợp, đó chính là khi mà bọn em gọi là khi mà bọn em tìm tìm sản phẩm, ví dụ như là TV, thì có một cái sản phẩm nó có giá là 21 triệu, nhưng mà khi mà bọn em bấm vào cái bộ lọc giá ấy ạ, và trong khoảng từ 20 đến 30 triệu thì nó lại không hiện cái sản phẩm đấy lên ạ. Vâng, bài bài báo cáo của nhóm em đến đây là hết ạ. Em cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe ạ. Ok. Bạn làm tổng số là bao nhiêu test cây nhỉ? Dạ, tổng số là 58 test cây ạ. Cho ba chức năng. Dạ vâng. Cái báo cáo của bạn làm ẩu quá này. Có 10 trang báo cáo thôi. Đây, tôi nhận xét này về phần báo cáo này. Sau đấy tôi sẽ hỏi các bạn sau. Đây là phần báo cáo của bạn này. Đẹp.
Bạn nhìn ở trên bảng nhé. Trên các bạn nhìn thấy màn hình của cô chưa? Được rồi ạ. Rồi. Thế nhá này, đây này. Không, người ta không dùng nhiều phông chữ trên một cái văn bản như này nhá. Lại để một cái phông chữ kỳ lạ này. Mà cô không phải là tiến sĩ nhá, viết này sai này. Được chưa ạ? Cô chỉ là thạc sĩ thôi ạ. Đấy, sai cả cái chức danh của cô, người ta cười rồi đấy. Cái hai nữa là cái phông này. Phông đây là Arial này, tất cả chúng ta nhớ là đều phải là cùng một mức phông. Thấy chưa ạ? Mở đầu xác định yêu cầu. Ở đây. Ví dụ lần sau chẳng hạn thì cái phần lời cảm ơn nó phải tách ra, phần mở đầu phải tách ra nhá, không cho vào này. Các bạn nhìn có bao giờ các bạn nhìn thấy một cái văn bản mà tất cả đều căn giữa như này không? Bao giờ nhìn thấy một cái văn bản mà các bạn trình bày mà nó căn giữa này này. Các bạn học vừa 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 báo cáo xong cái môn chưa nhỉ? Chuẩn bị đúng không? Chuẩn bị vào báo cáo về 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 thực tập cơ sở. Lưu ý này, không ai người ta viết như này nhé. Cái này nó phải căn đều như này này. Rõ chưa ạ? Ai, xong rồi cứ viết căn giữa hết như thế này. Tôi cũng không hiểu sao lại đem ra đi. Tài liệu tham khảo chả nhẽ chỉ dùng có mỗi một cái này. Xác định yêu cầu. Đây, cô yêu cầu là khi các bạn viết cái này, các bạn phải mô tả về cái website này nó dùng làm gì. Có những chức năng nào, các bạn định kiểm tra những chức năng nào và chức năng trong những chức năng này, các bạn phải đây là gọi là mới liệt kê các chức năng kiểm thử. Chúng ta còn thiếu gọi là gì ạ? Gì ạ? Các cái mức kiểm thử, các cái kỹ thuật kiểm thử chưa chưa xác định đấy. Bạn kiểm thử cái gì chứ? Là kiểm thử chức năng hay kiểm thử gì, kiểm thử đơn vị hay kiểm thử gì nữa? Đúng ạ. Và trong những cái này ạ, chúng ta phải miêu tả rõ ra, đúng ạ. Đặt hàng thì chúng ta phải nói là chúng ta kiểm thử như thế nào chứ, đúng ạ. Cái tài liệu này cô cho mô tả khá là kỹ, tại sao các bạn làm lại lười biếng như này. Đây là cô đánh giá mặt ý thức nhé, đó là ý thức làm là lười biếng. Quy trình kiểm thử cũng không nói rõ là ví dụ như là các bạn lập kế hoạch kiểm thử, kiểm soát việc kiểm thử thì trong lập kế hoạch này nó phải có những nội dung chứ, đúng không ạ? Xong rồi copy hết cả hình ảnh của Excel vào đây. Mà cũng copy này tôi có nhìn thấy gì đâu, in ra làm sao thấy gì được. Sao cái mục hiệu suất lại đi cho mục to tướng này, gọi phông chữ người ta thống nhất là trên tất cả các size phông chữ tất tật tật, kể cả mục lục hay không mục đều ở cái mức 14 hết, size 14 hết, là không không báo cáo, viết báo cáo nha, viết báo cáo rất là kém này. Đấy, cứ cho phông 16 hết, chả hiểu lại cho phông 16 để làm gì, không nguyên tắc là không có nhá, không có đánh giá, không có. Đây mới chỉ là đánh giá số lượng thôi, còn cái lỗi này là lỗi nặng hay lỗi nhẹ, mức độ như thế nào không thể đánh giá này. Được chưa ạ? Số lượng test case. Thôi bây giờ tôi sẽ đi vào cái phần thực tế của các bạn. Đó là bây giờ tôi muốn các bạn một bạn ở trong nhóm nào, show cái website lên và kiểm thử cho tôi một bây giờ tôi hỏi là đây là các bạn chia nhỏ các ca kiểm thử ra đúng không ạ? Anh Lâm sẽ làm một cái, anh Đạt làm một ít, anh Nghĩa làm một ít và anh Phước làm một ít đúng không ạ? Và tôi kiểm thử người thứ nhất này, tôi kiểm tra người thứ nhất là tôi mời anh Phước này. Anh Trần Trường Phước đâu ạ? Dạ đây ạ. Ừ. Anh Phước xem màn hình và kiểm thử cho tôi cái trường hợp mà bạn bạn được phân công ạ. Vâng. Một vài trường hợp thôi. À, chờ tôi một tí thôi nha, từ từ chờ tôi tí thôi.
Ok, rồi bạn thử đi ạ, thử thực hiện kiểm thử giúp Đúng. tôi. Đây là khi em kiểm thử, khi em chọn nhập kiểu như là bỏ trống này thì nó sẽ hiện là vui lòng nhập họ tên là thiếu. Rồi khi em nhập những cái ký tự kiểu A còng rồi thăng này, thì hệ thống nó vẫn nhận ạ và vẫn đăng ký được ạ. Rồi khi em nhập kiểu một ký tự thôi chỉ là A thôi thì hệ thống nó vẫn cho đặt hàng ạ. Còn Còn gì? đến Ví dạ dụ dấu cộng dấu trừ này thì sao, đã kiểm thử chưa? dạ rồi ạ, thì em khi ấn vào dấu cộng thì nó tăng một đơn vị và giá giá sản phẩm mới cập nhật lại cái giá của đơn hàng Thử tăng xem nào. đấy. Và giá sẽ đây tăng lên ạ. Rồi, thế còn cái gì nữa? Và khi mình chọn xuất hóa đơn công ty ấy, thì mình nhập tên công ty và mình nhập tên công ty, nhập địa chỉ công ty và mã số thuế khác với cái tên công ty đấy thì hệ thống vẫn cho đặt hàng ạ. Tiếp đây em thử cho tôi một test case nào. Có một gì ạ? Đâu đâu kiểm kiểm thử tiếp đi em. Đây, đây ví dụ đây có công ty này có mã số thuế là thế này thì em copy và nhập tên bừa. Đúng. Và em nhập nhập bừa này, địa chỉ này thì nó vẫn cho đặt hàng ạ. Rồi. Thế còn dùng mã giảm giá. Mã giảm giá thì Đặt hàng, em nếu mình thử bấm đặt hàng nó cho không? đặt hàng đây nó vẫn cho đấy vẫn thành công Rồi. Ok. À đây. Ok. Quay ngược lại xem nào, quay ngược lại có cái chỗ mã giảm giá đã có test case nào chưa? em có một test case nhưng chỉ là áp dụng kiểu như là ấn vào đấy nó sẽ hiện lên mã giảm giá và áp dụng thôi ạ. Nào. Nếu các bạn đã có test case mà nhập sai mã giảm giá chưa? À, cái đấy mã giảm giá nó có sẵn rồi nhưng tại em không có, tại em không có mã giảm giá đâu. Thế giả sử em nhập, em đã có test case mà nhập bừa chưa? Dạ chưa. Chưa kiểm tra cái đấy. Vâng. Ok. Còn cái gì nữa không? Rồi, mời đấy là anh Trường Phi. Mời anh Nguyễn Duy Lâm nào. Duy Lâm làm về vấn đề gì đây em ơi? Để Rồi, Duy Lâm làm về cái gì đây em? em làm là có tổng 5 tất cả về cái chức năng hủy đơn hàng sau khi mà hiện thông báo đặt hàng thành công ấy. Thì Bạn thử kiểm mở ra, kiểm thử tôi xem nào. à vâng, để em chuẩn em. Đã cô nhìn thấy chưa? Rồi, tôi nhìn thấy rồi. Thì ví dụ mà bây giờ em sẽ đặt thử một cái thôi. À, đây đi.
Để lúc hình này thì có lăn tất cả em đặt ví dụ như đây là kiểm tra lý do hủy hàng khi mà không ấn gì ấy, mà ấn xác nhận luôn thì người ta sẽ bảo là bắt mời chọn lý do ấy, thì ở đây là đã pass rồi thì mình yêu cầu rồi. Và khi mà chọn một lý do khác và để chống thì cũng bị như vậy luôn, xong thì bị như vậy luôn ạ. Ví dụ nhập lý do ở đây thì khi mà nhập lý do linh tinh ví dụ là một ký tự không xác định thì là nhập ký tự thôi là họ đã cho xác nhận hủy đơn thành công luôn rồi đấy ạ. Thực ra nó sẽ không, nó chỉ cần có nhận văn bản thôi chứ còn nó cũng không Nó biết. phải cần nhận văn bản thôi ạ. Thì cái đấy cũng pass luôn ạ. Thì có nghĩa là khi mà chọn lý do gì đó thì với bất kỳ lý do gì thì cũng đều thành công được ạ. Rồi, Và ai làm chức năng kiểm thử tìm kiếm đấy ạ? Tìm kiếm là ai làm ạ? dạ là em ạ. Anh Nghĩa làm tìm kiếm à? Dạ vâng ạ. Thế còn anh Trường Hoàng Quốc Đạt làm gì? Em làm về mấy đoạn giấy nhận hàng với Hả? Nói em to làm ấy. về em làm về cái cách thức nhận hàng với kiểm tra người nhận hàng cho họ Có tên bao và nhiêu mật test khẩu. case ở đấy em? Cái nhận hàng thì có tầm gần 10 ạ, tầm 7 8 cái ạ. Còn cái kiểm tra họ tên là cũng phải phải. Anh thử xem nào. Xem anh check những cái nào bị fail nào. Cốt này chưa? Cô nhìn thấy rồi. Hết chưa? À nó chưa lên này, nó vẫn đang chờ gì, chắc nó mạng đang có vấn đề. Thấy chưa? Rồi. Để máy lại. Nghỉ lỗi. Mạng nó gặp chậm nhỉ. Máy em có vấn đề đấy. Ok, vậy thì anh Nghĩa đi, anh Nghĩa thử chức năng tìm kiếm giúp tôi đi anh Nghĩa ơi. Vâng, như hôm qua em mới test thì cái chức năng tìm kiếm có một cái hôm qua em test thì nó là em xuất ví dụ như là một sản phẩm. Xong rồi em nhìn ở đây là có một cái sản phẩm là 20 21 triệu nhưng mà sau đấy thì em bấm vào cái bộ lọc bảng giá ấy ạ. Xong em bấm vào cái này. Bấm vào xem 61 kết quả thì hôm qua thì nó sẽ hiện là không có sản phẩm nào nhưng mà hôm nay có vẻ là bên kia người ta fix rồi ạ. Nên là còn hôm qua thì em mới kiểm tra thì nó sẽ ghi là không có sản phẩm nào trong khoảng giá này ạ. Có bao nhiêu cái có đã xây dựng bao nhiêu test case ở chỗ này, tôi thấy có nhiều cái lựa chọn lắm. Là em xây dựng tầm khoảng 10 test cây ạ. Người test case làm sao hết cái chỗ kia, các cái lựa chọn kia, nên chúng ta không làm, không chịu làm thêm chứ, các bạn phải phải cố gắng để liệt kê hết ấy. Ví dụ như là di chuột đến vùng vùng những cái vùng đấy thì nó có hiện ra thông tin không, rồi các kiểu đã có kiểm thử giao diện chưa, rồi ví dụ chỉ gõ một vài cái tên đầu thôi thì liệu rằng nó có hiện ra không đấy, và chính xác là ví dụ như mình gõ tivi hoặc là mình gõ laptop chẳng hạn thì liệu rằng nó có hiển thị mỗi laptop hay không, hay là nó hiển thị tất như nào, bạn thử xem nào. Vâng. Những cái kiểm thử đấy các bạn phải làm, nhưng bây giờ làm kiểm thử mà không kiểm tra đấy thì làm sao được. Hôm nọ em test còn có một cái nữa là khi mà em ghi tên viết tắt của một sản phẩm nào đấy ạ thì nó sẽ không hiện ra, nhưng mà ví dụ hôm nọ em search là iPhone 11, iPhone thì nó
Xong rồi em bấm thử là iPhone IP11 thì nó không, hôm nọ thì nó không ra nhưng hôm nay thì nó lại, hôm nay thì nó hình như cũng lại fix rồi ạ. Làm sao mà fix nhanh như thế? Có ai báo lại đâu mà fix nhanh thế? À, hôm trước anh kiểm thử kiểu gì? Hay là anh lấy tài liệu đâu mà anh không thực thi kiểm thử? À, báo cáo là lệch hẳn so với lại thực tế đây này. Kết quả thực tế đây này. Các bạn dựng lên mà các bạn không kiểm thử, các bạn lấy kết quả ở đâu về chứ? À, chúng ta trung thực với nhau xem nào. Bọn em tự Vâng, làm ạ. bọn em tự làm hết rồi mà. Tự làm thế sao mà bây giờ lại kết quả thực tế chạy ở đây lại khác hẳn với cái kết quả trong cái slide, à, trong cái Excel vậy? Ví dụ nha, bây giờ câu hỏi nó em thử tìm cái ở đây nha, bên đây em mới chỉ tìm mỗi mỗi một cái sản phẩm ở đây, thế còn những cái lựa chọn ở dưới này này. Ví dụ như có sản phẩm cũ này, các thứ các bạn đã kiểm thử chưa? Đây này, tích chọn đây này, có chưa? Đã kiểm thử chưa? Đúng không? Rồi xem bài viết này có kiểm thử chưa? Nhiều mà. Ta có Không. đầy cái gọi là cái option của nó ở đây. Rất nhiều đây. Tôi nói thật với các bạn, riêng bạn chỉ cần làm cái chức năng tìm kiếm thôi. Bản thân nó đã sinh ra khoảng độ 5-70 cái kiểm thử rồi. Năm bảy chục cái test cái chức năng cái điện máy xanh này nó làm chức năng nhiều như thế này mà các bạn làm có mười có được bao nhiêu ca kiểm thử này thì ăn thua gì đây, người ta gọi là làm lười thế này, không làm hết thế này. Anh đi kiểm thử mà anh kiểm thử có thế này thì làm sao mà anh check hết được cái tính năng của nó, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Đây nhá, trên hẳn chỉ mỗi cái mục này thôi nha, bạn đã nhìn thấy luôn này, là có cả xem được cả theo quận này, thành phố này, từ tỉnh này, thành phố này, huyện này, rồi trong cái danh mục ở phía trên này nha, bạn còn xem được giảm đến bao nhiêu phần trăm, giảm cái gì gì đây này, có bao nhiêu cái tìm kiếm ở đây cơ mà, Dạ vâng. đúng không? Rồi tìm theo giá, tìm theo tính năng ở đây cơ mà, trên cái giao diện này đầy cái để kiểm thử mà chơi. Rồi sắp xếp ở đây thì các bạn cũng chưa kiểm thử đúng không? Ví dụ ở đây, các em muốn tìm giá từ 4 triệu xem nó có không. Chọn rồi dưới 4 triệu đi. Không đúng không? Không ạ. Thế thì muốn kiểm tra có kiểm tra hay không thì phải vào cái list của nó để xem có đúng là không có cái ốp lưng nào nhưng bạn chọn từ 2 đến 4 triệu hay không thì bạn mới check được là đúng hay sai đúng không? Dạ vâng ạ. À, công việc kiểm thử nó mất thời gian như thế thì đâu có phải là thiết kế vài cái SK xong rồi nhưng mà không làm thực tế hay sao ấy, cũng không hiểu sao mà hôm trước là bởi vì một cái website như này là người ta đã dựng rất là lâu rồi, người ta cũng cũng không phải là các bạn cũng không hề báo cáo lại cái sự sai sót này cho điện máy xanh thì không thể nó fix được cái lỗi. Nên tôi không hiểu là buổi hôm trước các bạn làm kiểu gì mà các bạn lại cho rằng nó có lỗi. Cái đấy làm kiểm thử phải để ý chứ, chúng ta không không thể như thế được. Dạ vâng. Ok rồi, cảm ơn nhóm, tại các bạn chỉ đặt trung bình thôi nhé. Báo cáo lẫn cả về báo cáo lẫn các việc thiết kế test case không đạt yêu cầu đâu. Mời nhóm tiếp theo chuẩn bị là nhóm 18. Nhóm 18 có bạn Phan Văn Khải, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Hòa, Vũ Đình Thể. Nhóm 18 có bạn đầy đủ chưa? Em có mặt ạ. Bật cam cho cô nhé.
Em xin lỗi. Để ở đâu? Sự kiện. Nhóm này của các bạn là nhóm 18. Đạt Lâm, à Khải Tuấn, Hòa Thể. Hòa đâu rồi? Hòa cam của Hòa đâu? Rồi. Em đây cô. Hòa này. Tuấn đâu ạ? Thể đây. Đâu ạ? Em đây. Rồi, ok, cô nhìn thấy rồi. Vâng. Rồi, các bạn chuẩn bị báo cáo cái bài tập của các bạn đi. Cô thấy màn hình em chia sẻ chưa ạ? Rồi, cô nhìn thấy rồi. Của các bạn là hôm nay nhóm em nhóm 18 là sẽ báo cáo đề tài là kiểm thử thủ công website 123 đọc.net. Nhóm gồm 4 thành viên là Phan Văn Khải, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Hòa và Vũ Đình Thể. Nhóm em gồm 3 nội dung là tổng quan về kiểm thử phần mềm, triển khai thực hành và kết luận. Phần đầu tiên là có các khái niệm cơ bản. Chúng ta đến với khái niệm về kiểm thử phần mềm. Kiểm thử phần mềm là quá trình thực thi một chương trình với mục đích tìm lỗi. Có thể xem kiểm thử phần mềm là việc chạy thử phần mềm hay một chức năng phần mềm xem nó chạy đúng như mong muốn hay không. Kiểm thử phần mềm còn hướng đến mục tiêu xa hơn là có thể gọi là phòng bệnh hơn chữa bệnh, nâng cao khả năng kiểm soát và hạn chế các lỗi xảy ra khi phát triển phần mềm ngay từ ban đầu, chứ không phải tìm lỗi sẵn có khi nhóm phát triển đã đưa ra những phiên bản cụ thể của sản phẩm. Mục đích của kiểm thử phần mềm gồm có 5 ý là tìm ra khuyết điểm của hệ thống, đưa ra các chứng nhận về đảm bảo sản phẩm phần mềm đáp ứng chính xác, đầy đủ và đúng theo yêu cầu của khách hàng, yêu cầu của sản phẩm đã đặt ra, đánh giá về các rủi ro tiềm ẩn và cung cấp các khuyến cáo đến khách hàng. Mục tiêu khác nhau trong các giai đoạn khác nhau. Trong kiểm thử phát triển tìm càng nhiều lỗi càng tốt, và trong kiểm thử chấp nhận là các hệ thống hoạt động như mong đợi. Định nghĩa về lỗi phần mềm là sự không khớp giữa chương trình và đặc tả của nó. Nói cách khác là một lỗi hỏng thất bại hoặc có lỗi trong một chương trình máy tính hoặc hệ thống là nguyên nhân phần mềm tạo ra kết quả không chính xác hoặc không mong muốn, hay là vận hành theo cách không được định trước. Ở đây lỗi đặc tả là định nghĩa các yêu cầu bị lỗi, lỗi trong giao tiếp giữa khách hàng và nhà phát triển, và lỗi từ các leader trong dự án khi trao đổi với các coder. Các lỗi thiết kế logic là xảy ra trong quá trình các chuyên gia thiết kế hệ thống. Lỗi lập trình là mã quá phức tạp, không tuân theo các tài liệu hướng dẫn và tiêu chuẩn lập trình, thiếu sót trong quá trình kiểm thử, hạ tầng phức tạp, thay đổi công nghệ, tương tác với nhiều hệ thống. Lỗi từ điều kiện môi trường như bức xạ, nguồn năng lượng, trường điện tử, ô nhiễm môi trường. Ta đến với phương pháp kiểm thử hộp đen, Black Box Testing. Kiểm thử hộp đen là tập trung vào các yêu cầu chức năng của phần mềm. Kiểm thử viên xem phần mềm như một hộp đen, không quan tâm đến cấu trúc và hành vi bên trong phần mềm, chỉ quan tâm đến hoạt động bề ngoài của phần mềm. Vì bọn em kiểm thử website 123 đọc.z nên là bọn em không thể xem sủa code của nó được, nên là bọn em sẽ dùng kiểm thử hộp đen. Kiểm thử chức năng cố gắng tìm ra các lỗi là chức năng thiếu hoặc là không đúng, lỗi giao diện, lỗi cấu trúc dữ liệu, lỗi truy cập cơ sở dữ liệu bên ngoài, lỗi thi hành, lỗi khởi tạo kết thúc, và phương pháp chung là thực thi chương trình, quan sát để tìm ra các hành vi hoạt động mong muốn và không mong muốn. Đây, kiểm thử thủ công là tester làm mọi việc, công việc hoàn toàn bằng tay, từ viết test case đến thực hiện test, mọi thao tác như nhập điều kiện đầu vào, thực hiện một số sự kiện khác như click nút và quan sát kết quả thực tế, sau đó so sánh kết quả thực tế với kết quả mong muốn trong test case đến kết quả test. Hiện nay phần lớn các tổ chức, các công ty phần mềm hoặc các nhóm làm phần mềm đều thực hiện kiểm thử thủ công là chủ yếu. Ưu điểm là cho phép tester thực hiện việc kiểm thử khám phá, tích hợp kiểm tra sản phẩm lần đầu tiên. Tích hợp kiểm thử trong trường hợp các test case chỉ phải thực hiện một số ít lần và giảm được chi phí. Nhược điểm chỉ là tốn thời gian. Đối với mỗi lần release, người kiểm thử vẫn phải thực hiện hiện lại một tập hợp các test case đã chạy, dẫn đến sự mệt mỏi và lãng phí. Đến phần 2 là triển khai thực hành. Có giới thiệu về phần mục đích là tài liệu kiểm thử,
này đưa ra với các mục đích là xác định thông tin cơ bản về dự án và các thành phần chức năng được kiểm thử và không được kiểm thử, liệt kê những yêu cầu cho việc kiểm thử. Những chiến lược kiểm thử nên được sử dụng ước lượng những yêu cầu về tài nguyên và chi phí cho việc kiểm thử và những tài liệu được lập sau khi hoàn thành việc kiểm thử. Đây là giới thiệu về trang web 123doc.net là xuất phát từ ý tưởng tạo nên cộng đồng kiếm tiền online bằng tài liệu hiệu quả nhất, uy tín cao nhất và mong muốn mang lại một cộng đồng xã hội, một nguồn tài nguyên tri thức quý báu, phong phú, đa dạng, giàu giá trị, đồng thời mong muốn tạo điều kiện cho các user có thêm thu nhập. Chính vì vậy nên 123doc.net ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu chia sẻ tài liệu, chất lượng và kiếm tiền online. Sau hơn một năm ra đời thì 123doc đã tìm được, đã từng bước khẳng định vị trí của mình trong lĩnh vực tài liệu và kinh doanh online. Tính đến thời điểm tháng 5 2014 là 123doc vượt mốc 100.000 lượt truy cập mỗi ngày, sở hữu 2 triệu thành viên, là top 20 website phổ biến nhất tại Việt Nam, tỷ lệ tìm kiếm thuộc top 3 của Google. Nhận được danh hiệu do cộng đồng bình chọn là website kiếm tiền online hiệu quả và uy tín. Tính đến nay thì mọi người đã nhận được sự linh hoạt tuyệt vời của hệ thống này. Nó có những cái tiện lợi là nhiều event thú vị, event kiếm tiền thiết thực, luôn luôn tạo cơ hội gia tăng thu nhập online cho tất cả các thành viên của website, và đáng tin cậy là support nhiệt tình và chuyên nghiệp, thanh toán rõ ràng minh bạch. Hữu ích là trong web sở hữu một kho thư viện khổng lồ với hơn 2 triệu tài liệu ở tất cả lĩnh vực như tín dụng, công nghệ thông tin, ngoại ngữ. Khách hàng có thể dễ dàng tra cứu tài liệu một cách chính xác, nhanh chóng, upload tài liệu đơn giản và dễ dùng. Chất lượng là mang lại trải nghiệm mới mẻ cho người dùng, công nghệ hiện đại. Bản online không khác gì so với bản gốc, bạn có thể phóng to, thu nhỏ tùy ý. Đây, phạm vi là tài liệu kiểm thử này được áp dụng để cho việc kiểm thử những chức năng của trang web được đặc tả trong tài liệu, bài tập lớn dành cho sinh viên môn học kiểm tra phần mềm. Các dịch vụ chức năng cần kiểm tra là đăng nhập, đăng tài liệu và tải tài liệu. Tài liệu được sử dụng cho test manager, test designer và tester. Đây là lịch trình công việc ạ. Lập kế hoạch kiểm thử diễn ra trong thời gian 2 ngày, là từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 11. Xem lại các tài liệu là bắt đầu từ ngày 21 đến ngày 23. Sau khi xem các tài liệu xong thì sẽ bắt đầu thiết kế các test case ngay trong một ngày, là từ 23 đến 24. Viết các test case từ 24 đến 26 và xem lại một lần nữa các test case vào ngày 26 và 27, thực thi test case trong một ngày. Sau đó là ghi nhận và đánh giá. Môi trường kiểm thử là máy tính cá nhân có kết nối Internet để có thể truy cập vào trang web 123doc.net bằng trình duyệt. Các chức năng của trang web 123doc.net được kiểm tra trên trình duyệt cốc cốc hoặc là Google Chrome. Hệ điều hành được sử dụng là Microsoft Windows 10. Công cụ kiểm thử của bọn em là bao gồm là quản lý test case là sẽ sử dụng Excel, và quản lý config sẽ là Microsoft Office, defect checking sẽ là Excel, và quản lý tiến độ kiểm thử sẽ là project của Microsoft. Nhân sự bao gồm 4 thành viên. Phan Văn Khải sẽ là trưởng nhóm, là manager, là sẽ lập kế hoạch kiểm thử, quản lý tiến độ hoạt động kiểm thử, thiết lập các test case bổ sung và thực thi các test case bổ sung. Nguyễn Anh Tuấn sẽ là test design và sẽ là tester luôn, là thiết kế và viết các test case, thực thi các test case cho 2 chức năng là đăng tài liệu và tải tài liệu. Nguyễn Quang Hòa cũng là test design và tester, thực hiện viết test case và thực thi 2 test case cho 2 chức năng đăng tài liệu và tải tài liệu. Còn Vũ Đinh Thể thì sẽ thiết kế và viết các test case bổ sung, thực thi các test case bổ sung, thực thi test case cho chức năng đăng nhập, đọc các tài liệu tham khảo để bổ sung cung cấp thông tin cần thiết cho nhóm. Xem lại test plan. Ở phạm vi kiểm thử là những cái chức năng kiểm thử là đăng nhập, là kiểm tra chức năng đăng nhập với các tài khoản liên kết với các trang khác như Facebook, Google, và kiểm tra đăng nhập bằng tài khoản đăng ký của trang web 123doc.net. Đăng tài liệu là kiểm tra chức năng cho phép người dùng đăng tải tài liệu mới lên trang web. Tải tài liệu là kiểm tra chức năng tải tài liệu miễn phí và có phí. Những chức năng không được bọn em kiểm thử ở đây sẽ bao gồm là đăng ký, quản lý thông tin, nạp tiền hay là kiểm thử về giao diện.
Chiến lược kiểm thử là mục đích kiểm tra là đảm bảo các chức năng được kiểm tra hoạt động chính xác theo đặc tả yêu cầu. Về kỹ thuật thì thực thi tất cả các trường hợp có thể có cho mỗi nhóm chức năng, sử dụng dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ để xác minh. Kết quả mong đợi khi sử dụng hợp lệ được sử dụng. Các quả mong đợi khi dữ liệu hợp lệ được sử dụng. Cảnh báo phù hợp hiện ra khi dữ liệu không hợp lệ được sử dụng. Tiêu chuẩn dừng là tất cả các test case đã được thiết kế đều được thực thi. Tất cả các lỗi tìm thấy đều được ghi nhận lý do rõ ràng để có thể giúp các developer khắc phục. Chịu trách nhiệm kiểm thử là các test designer và tester. Cách kiểm thử là kiểm thử bằng tay thủ công, tuần tự theo các bước được định nghĩa trong test case. Xử lý ngoại lệ là liệt kê tất cả các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình thực thi kiểm thử. Điều kiện chấp nhận là pass tất cả các test case đã được định nghĩa, hệ thống chạy ổn định trên các trình duyệt web khác nhau. Phân loại lỗi bao gồm có 3 mức là high, medium và low. Mức 2 thì không được, sẽ là không sử dụng được chức năng đăng tải tài liệu, không thể đăng nhập. Medium là không liên kết được các trang như Facebook hay Google. Tài liệu tải về không đúng hoặc là tải miễn phí cần nạp tiền. Tài liệu có phí nhưng tải được miễn phí. Low là đăng các tài liệu không đúng định dạng và các chức năng chạy không ổn định. Quy trình xử lỗi là ghi nhận các lỗi được tìm thấy trong quá trình kiểm thử và báo cáo cho admin của trang web. Kết luận là chức năng đăng nhập thì tổng số test case bọn em tạo ra sẽ là 11 và số test case thành công là 10 và có một cái test case thì sẽ fail. Nhận xét thì về tổng thể giao diện thì giao diện dễ nhìn nhưng hơi nhỏ. Không có một form đăng nhập riêng, form đăng nhập nhỏ có thể gây cản trở nhất định khi điền user hay password. Đề xuất lên có một form dành riêng cho đăng nhập để người dùng dễ sử dụng. Về chức năng thì chức năng thực hiện đầy đủ và đúng các test case đăng nhập. Còn về chức năng upload thì bọn em có tổng số test case để kiểm tra là 24, số test case thành công là 20, số không thành công là 4. Thì có nhận xét chung là về giao diện thì form upload tài liệu dễ nhìn, dễ sử dụng, có đầy đủ các trường đặc biệt để khi người đọc sẽ dễ dàng tìm kiếm tài liệu. Nhưng do phần đặt từ khóa cho tài liệu giống nhau nên rất khó để tìm một tài liệu cụ thể. Đề xuất nên có phần mã tài liệu để tìm kiếm dễ dàng. Về chức năng thì chức năng được đăng tài liệu hoạt động bình thường nhưng có một số lỗi nhất định cho dung lượng chứa để tăng tải. Về chức năng tải tài liệu thì bọn em có 4 test case và đã thành công cả 4. Về giao diện, nhận xét thì về giao diện thì mọi tài liệu đều hiện nút tải xuống được để mọi người có thể dễ dàng tải khi tìm thấy đúng loại tài liệu người dùng. Về chức năng thì chức năng tải tài liệu hoạt động tốt đúng với các test case. Kết quả đạt được là tóm lại đầy đủ và chính xác các vấn đề về lỗi phần mềm, các quy trình kiểm thử, vai trò cũng như sự quan trọng của kiểm thử trong phát triển phần mềm, áp dụng được kiến thức đã được tiếp thu ở trên lớp để kiểm thử các chức năng đăng nhập, đăng tài liệu của trang web 123doc.net. Ngoài những lỗi liên quan đến 3 chức năng đề cập thì nhóm cũng phát hiện ra một số hạn chế thích hợp đến với các chức năng khác. Hạn chế như do thời gian hạn chế là do thời hạn chế và chưa có kinh nghiệm trong kiểm thử phần mềm. Nên trong phần báo cáo có nhiều thiếu sót, chưa áp dụng được kiểm thử tự động cho đề tài của nhóm và chỉ kiểm thử được 3 chức năng của trang web và một số test case chưa hoàn thiện. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Ok, như vậy là nhóm làm test case. Bạn đã phân tích, các bạn có thấy có đạt yêu cầu không? Có bao nhiêu test case? 24 test case. 24 test case chỉ là upload thôi ạ, upload tài liệu thôi. Thế sao lại là, đây là tại upload này. Cái tổng các bạn, tổng là bao nhiêu? Tổng là 39. 39 test case. Rồi, bây giờ bạn thử một số cái test case, bây giờ phân công nhiệm vụ đúng không? Bây giờ tôi người nào làm nhiệm vụ nào thì người đó sẽ trình chiếu cái phần kiểm thử test case đó giúp tôi ạ. Đầu tiên tôi mời bạn anh Khải, lúc nãy anh nào báo cáo nhỉ? Em ạ, Nguyễn Tuấn ạ. Rồi, bây giờ tôi mời anh Khải nào, anh Khải làm nhiệm vụ gì? Thực hiện kiểm thử test case nào thì anh thực thi test case đấy tôi xem nào. Demo. Em không có nhìn thấy slide em ạ. Nhìn mặt hình của em được. Nhìn thấy rồi.
Thì em thực hiện kiểm thử là chức năng là về những chức năng đăng nhập ạ. Thì có đăng nhập là liên kết các tài khoản xã hội kiểu như là Google. Và đăng nhập được. Và trong cái kiểm thử đăng nhập này thì có một số lỗi, đó là khi mà đăng nhập bằng số điện thoại, mặc dù có ghi là số điện thoại nhưng mà khi đăng nhập vào thì sẽ bị fail ạ. Và một ý nữa là trong cái phần test đăng nhập này là tất cả các trường hợp em ơi, em hiểu sai cái này rồi. Có nghĩa là khi bạn đăng ký chứ tự nhiên bạn đăng ký thì có thể đăng ký bằng số điện thoại hoặc là bằng một cái tên nào đó. Rồi người ta mới cho phép bạn về có đăng ký được, bạn đã đăng ký trong cái số điện thoại này chưa? Dạ có ạ. Đâu, cái đăng ký. Bạn thử đây, nha. Đây để em nói ạ. Em thử cái trường hợp này rồi cô ạ. Có nghĩa là ở trong cái phần đăng ký thì nếu mà mình không mình phải đăng bắt buộc đăng ký email. Nếu mà không đăng ký email thì nó không gửi cái kích hoạt tài khoản này. Mà bây giờ ở trong cái phần đăng nhập này thì nó lại ghi là email và số điện thoại. Thế nên là người ta sẽ ý là trong cái phần mình đăng ký thì sử dụng số điện thoại. Nhưng bọn em đã trường hợp là sử dụng số điện thoại thì không được ạ. Đấy ạ. Bọn em thử đấy. Vâng ạ. Ví dụ đăng ký, bạn kích vào nút đăng ký cô xem nào. Vâng, nút đăng ký em thử đấy. Đăng ký. Đây, đây, phép... để em share cho anh ạ. Tại vì chắc là anh số điện thoại chắc không có. Đây em có một số có. Anh thế anh đấy, anh thử luôn. Không phải. Sao? Anh ấy không hiểu ý à. Tôi đang muốn là anh vào đăng ký, anh đăng ký lấy một số điện thoại. Xong dùng cái số điện thoại đó để đăng nhập. Để em, để em. Anh này anh có hay là anh không làm mà anh Khải? Em có ạ. À? Thì những tài khoản em vừa sâu lên đấy là những tài khoản em đăng ký đó. Đó là anh đăng ký bằng username, đó là anh đăng ký bằng username, bằng Gmail vào. Người ta cho phép mình username bằng số điện thoại không? Đăng ký ấy. Em thử trường hợp đấy cô ạ. Em cũng làm mà. Em cái phần test cây đăng nhập này em làm, còn anh Khải là anh ấy bao quát cả cả dự án của bọn em ạ. Ở trong cái phần anh ấy kiểu management bọn em chia hết rồi đấy ạ. Cái phần nhân sự ấy ạ. Thì cái phần đăng nhập là em chính ạ. Em Vũ Đình Thế. Anh thử xem nào. À vâng, đây ạ. Thì bây giờ em đang share đây ạ. Cô không nhìn thấy. Đây đây cô đợi tí, em vừa tắt đi. Cô nhìn thấy chưa? Đâu. Rồi. Đây là cái phần đây là đã thành công rồi. Thì cái phần ví dụ ở đây thì em sử dụng một cái số điện thoại chưa hề đăng ký bao giờ à? Ừ. Không nhập email. Tại vì nó phải bắt buộc nhập email, mà nếu mà mình nhập email rồi ấy, thì nó sẽ mặc định là email sẽ là user user lên ạ. Có nghĩa là cái trường điện thoại nó không được sử dụng ở trong phần đăng nhập ạ. Em thử hết rồi ạ. Vâng. Thử rồi. Thử đi xem nào. Đấy ạ. Thì nó bảo vui lòng đăng nhập email của bạn. Và khi mình nhập email thì nó sẽ gửi một cái gọi là kích hoạt email đến á. Và nó sẽ mặc định là lấy email đấy là username ạ, chứ nó không hề lấy số điện thoại ạ. Bọn em thử ấy. Thì bây giờ ví dụ như kiểu là em... Rồi, tôi hiểu rồi. À, vâng, đấy ạ, đấy ạ. Nó bị dư thừa cái chỗ đấy đúng không? Đúng rồi ạ, vâng, dư thừa. Với cả rồi. Là như kiểu em nói là cái phần, cái form đăng nhập này thì nó rất là nhỏ ạ. Thế là rất là nhiều người nó sẽ khó sử dụng ạ. Tại vì nó thường thì mình vào đăng nhập thì sẽ người ta sẽ hiện một cái form to như thế đấy. Thì dễ dàng sử dụng. Thì em đã load vào đấy là đã đề xuất nên nên là thêm có một form này ạ.
Thế ví dụ đăng nhập bằng Facebook và đăng nhập bằng Google thì đã thử chưa? Đã có Dạ, em thử hết rồi ạ. Đều đều được ạ. SK đâu? Đây. SK bao nhiêu nhỉ? Các bạn phần đăng nhập. Em bổ sung ý cái chỗ số điện thoại ạ. Thì không phải là dư thừa đâu ạ. Mà cái số điện thoại đấy còn liên quan đến cả cái phần nạp tiền vào nữa. Nếu mà không có số điện thoại ở đấy ạ, thì nó thì khi cô nạp tiền vào nó sẽ không về tài khoản của mình. Ý là cái chỗ đăng nhập ấy không được đăng nhập bằng điện thoại. Vâng, là thừa. Nhưng mà còn cái chỗ đăng ký số điện thoại là không thừa đâu. Phải có chứ. Rồi, tiếp. Cái thằng nào nữa, cái chỗ đăng nhập tài khoản là bằng username và password đúng không? Đây là đăng nhập bằng Facebook và Google là cho đăng nhập hết đúng không? Dạ vâng đúng ạ. Nó fail trường hợp nào nữa nào? Mời một bạn bạn nào nữa nào, một bạn bạn tiếp theo, bạn bạn trong nhóm nữa là bạn gì nhỉ? Đạt, bạn Khải này, Tuấn này. Anh Quang Hòa đâu nhỉ? Dạ em đây ạ. Quang Hòa đâu? Dạ đây ạ. Quang Hòa em làm phần nào em ơi? Em phần tải tài liệu xuống của ạ. Tao lên thử chạy để test cây để cô xem có bao nhiêu fail nào. Được ạ. Cô nhìn được màn hình của em chưa ạ? Rồi, cô nhìn thấy đây rồi. Vâng, đây em thử ví dụ tải một cái tài liệu miễn phí xuống ạ. Thì đây tải xuống ạ. Em chọn file đọc ạ. Xong rồi chọn chỗ lưu ạ. Save ạ. Thì nó sẽ đây tải xuống thành công rồi đây ạ. Thì cái này là path của ạ. Em tải à, một... Thế thôi ạ? Mới tải lên tải xuống thế thôi ạ? À? Đây là tải xuống ạ. Ừ, có nghĩa là các em chỉ có mỗi tiệm thử mỗi cái thế thôi á. Không có kịch bản nào khác á. Ủa, phần tải lên nữa cô ạ. Có kịch bản là tải tài liệu, có những tài liệu mà mất tiền ạ. Thì tải tài liệu khi không đủ tiền và khi có tiền ạ. Đây, bên đây thì là tải tài liệu có mất tiền nhưng mà không đủ tiền ạ. Khi ấn tải xuống thì sẽ hiện lên thông báo là tài khoản không đủ để mua tài liệu này. Còn tải xuống mà có tiền thì nhưng em lại hết tiền. Cái phần tải xuống này chỉ có 4 test case thôi ạ. Phần tải lên. Em có đây là cái phần mà tải xuống mà khi mà có phí ạ. Thì trong cái tài khoản của em này đang có là 37.000 ạ. Thì cái tài khoản này đã là 5.000. Thì khi mình tải xuống ạ. Thì nó cũng hiện ra để tải là tải thành công ạ. Cái phần tải này thì bọn em là pass hết ạ. Ừ. Thế còn thằng fail ở bên tải lên thì sao? Bên tải lên có thằng nào fail? Ông bên tải lên có ạ. Em có thằng tải lên có những thằng fail đó là về cái ví dụ mà tải hình ảnh của ảnh đại diện này. Thì mặc dù là nó yêu cầu là những cái hình ảnh về hai nhỏ hơn 2 MB, nó yêu cầu ảnh hơn 2 MB. Nhưng mà khi mà em cho bất kỳ ảnh nào vào thì nó cũng là đấy ạ. Nó cũng đều không tải được. Có nghĩa là cái phần này nó dư thừa. À. Nó bị quá à? Không ạ, nó kiểu nó bị lỗi các bạn, không nó không nó cho bị lỗi, có nghĩa là phần này thiết kế thừa ấy ạ. Bị lỗi. Không phải thừa mà là nó không cho tải đúng không? Nó không cho tải lên ạ. Tải ảnh nào nó cũng bảo là bị sai đường dẫn ạ. Ừ. Còn cái nào nữa?
Còn một cái trong phần tải này thì em thấy là những cái trường này thì nó kiểu phân cấp bậc ấy. Khi mà để một cái trường tất cả đều trường đều trúng thì nó sẽ không hiện mà tức nó sẽ không hiện giải thích của từng trường để trúng mà nó sẽ chỉ hiện những cái trường trường nào đằng trước thôi ạ. Kiểu như là nó phân cấp bậc ấy ạ. Đương nhiên là thằng nào trước thì nó bắt trước, nó bắt trước thằng trước là nó dừng lại đấy, nó thoát, nó lập trình kiểu đấy. Nó có bắt nhưng mà khi mà chờ chìa khóa này trước thì nó lại chỉ bắt cái thằng thằng giá giá này trước trước thì trước từ khóa nữa. Ừ, ví dụ nào. Ý của bạn đấy là nếu mà cô điền tên tài liệu và danh mục thì nếu mà chúng ta bấm lưu luôn ý thì nó sẽ yêu cầu nhập tiền trước chứ không phải là từ khóa. Đấy, bạn cứ thử đi, chạy thử đi, chạy thử đi. Vâng. Không giải thích, chạy thử ngay thực tế này. Khi mình từ khóa mình để trống và giá mình thì nó sẽ báo giá trước chứ nó không báo là từ khóa mình để trống. Từ khóa chưa chọn giá đúng không? Rồi còn cái gì nữa không? Cái tên tài liệu thì nó cũng không kiểm soát tên là gì đúng không? Có kiểm soát này thì mặc dù ở đây nó bảo là dài hơn 20 ký tự. Nhưng mà khi mà em để trống là đánh dấu cách ấy ạ. Thì đến lúc mà nhập tất cả các cái này rồi. À một chuỗi toàn dấu cách. Nó mới báo lỗi là giả sử đây. Thì nó lại báo lỗi từ khóa chứ nó không báo lỗi cái tên tài liệu ạ. Từ khóa. Bây giờ em thử nhập đủ cái từ khóa xem nào. Rồi. Thì khi nhập đủ thì nó lại báo, thì nó mới báo cái tên tài liệu. Với là khi qua trường nào rồi thì nó mới lại quay lại tất cả. Lẽ là phải bắt cái thằng kia trước thì. Đúng rồi. Chị anh là thế thì. Tức là cái thằng tiêu đề là chưa nhập, mọi người cho ký tự trắng rồi đúng không? Nếu bạn nhập ít hơn 20 ký tự nó có báo không? Đã có. Ok. Thế còn cái 20% bên này là cái gì? 20% này là cái số trang mình được xem trước ạ. À rồi ok. Còn đây, đây là trường hợp up tài liệu lên, tải tài liệu xuống, đăng nhập, còn cái gì nữa không nhỉ? Bọn em kiểm tra ba chức năng đấy thôi. Ba chức năng đấy. Vậy anh là mỗi cái anh là phân chia nhau ra đúng không? Một anh là sẽ làm về rồi ok. Rồi, về cái báo cáo thì nói chung là cũng tạm ổn, cơ bản thôi. Rồi, cái phần báo cáo bản word của các bạn ấy là cũng tạm được. Phần các cái chức năng tìm kiếm thì các chức năng đã làm thì cũng có tìm hiểu hết các cái kiểm thử thủ công. Nhưng mà tôi thấy cái chỗ tải tài liệu lên thì nó hơi ít chức năng, giá mà bạn thêm cái phần tìm kiếm nữa thì nó hợp lý trong một cái bài tập có 4 người làm. Đúng không ạ? Bạn làm có 3 người. Làm có 4 người mà có 3 cái chức năng trong cái một chức năng của 4 cái test case. Cái phần đánh giá lỗi của bạn có chưa nhỉ? Chưa có phần đánh giá lỗi đâu. Chỉ mới đánh giá là có bao nhiêu test case đúng không? Cái lỗi rồi ok. Rồi cô cảm ơn nhóm, về cơ bản thì cũng tạm ổn rồi. Chào cô. Ok. Chào cô.
Một nhóm nữa, nhìn thấy làm một tí giúp cô nhé. Nhóm 10 là 15 chuẩn bị nhé. Chúng ta còn, à nhóm 12, 12 có mặt ở đây chưa? Dạ có rồi ạ. Ok, à, 2 giờ các bạn báo cáo giúp cô nhé. Dạ vâng ạ. Chuẩn bị sẵn.
Ok. Nhóm 12 chuẩn bị nhé. Nhóm 12 này. Chiều này là 301. Rồi. Các bạn có mặt, nhóm 12 có mặt chưa? Dạ có rồi ạ. Rồi Trung Kiên, Mạc Văn Nam, Nguyễn Văn Khanh, Tô, Ngô Khắc Phước ạ. Các bạn bật cam lên giúp cô ạ. Báo cáo đấy ạ. À, thưa cô, em ạ, Nguyễn Văn Khanh ạ. Ok. Dạ, cô và các bạn đã nhìn màn hình của em chưa ạ? Rồi, cô nhìn thấy rồi nha. Dạ, em xin phép cô em đi vào phần báo cáo luôn ạ. À, hôm nay chúng em nhóm 12 xin trình bày về đề tài là kiểm thử thủ công website bladred.com với các chức năng là đăng nhập, tìm kiếm và đánh giá. Nhóm chúng em thì bao gồm 4 thành viên là Nguyễn Văn Khanh, Hoàng Trung Kiên, Mạc Văn Nam và Ngô Khắc Phước ạ. Để giới thiệu về website thì chúng em sẽ kiểm thử thì Pinterest là một trang web đánh giá món ăn dành cho tất cả mọi người với các tính năng như là tìm kiếm nhà hàng và món ăn ngon, đọc menu, đánh giá menu và xem menu từ đánh giá và xem đánh giá từ những người dùng khác ạ. Chúng em lựa chọn kiểm thử web này nhằm mục đích là xác định thông tin cơ bản về dự án và các thành phần chức năng được kiểm thử và không được kiểm thử, liệt kê những yêu cầu cho việc kiểm thử, xây dựng bộ test case theo yêu cầu, tiến hành kiểm tra website dựa trên bộ test case đã soạn và thông báo lỗi tìm được khi thực thi kiểm tra website ạ. Phạm vi kiểm thử này là kiểm thử 3 chức năng là đăng nhập, tìm kiếm cơ bản, nâng cao và đánh giá món ăn. Cụ thể thì chức năng đăng nhập bao gồm đăng nhập với tài khoản đã đăng ký và đăng nhập với tài khoản mạng xã hội như là Facebook hoặc Google ạ. Chức năng tìm kiếm thì hỗ trợ người dùng tìm kiếm theo tên, kiểu order, ví dụ như là pick up, delivery, order in và ahead, hoặc là theo thời gian giao hàng, khoảng cách, phí giao hàng, vùng ẩm thực và sắp xếp kết quả theo tiêu chí gần nhất hoặc là được giới thiệu nhiều nhất, giá thấp nhất hoặc có đơn đặt hàng ít nhất. Và chức năng đánh giá thì bao gồm đánh giá sao, upload hình ảnh, mô tả đánh giá và các biểu mẫu khẩu vị dành cho tài khoản người dùng ạ. Với các chức năng như trên thì chúng em phân công công việc cho mỗi thành viên như sau. Em Nguyễn Văn Khanh sẽ chịu trách nhiệm là lập kế hoạch kiểm thử, quản lý tiến độ hoạt động kiểm thử, thiết kế các test case cho chức năng đăng nhập. Bạn Mạc Văn Nam thì sẽ thiết kế các test case thực thi test case cho chức năng tìm kiếm. Bạn Hoàng Trung Kiên thì thiết kế và viết các test case thực thi test case cho chức năng đăng nhập. Và cuối cùng là bạn Ngô Khắc Phước thì bạn Ngô Khắc Phước sẽ thiết kế và viết các test case bổ sung. Thực thi các test case bổ sung, đọc tài liệu tham khảo để cung cấp thông tin cần thiết cho nhóm và xem lại test lên ạ. Với sự phân công đó thì lịch trình công việc của chúng em tổng cộng diễn ra trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ khi lập kế hoạch kiểm thử cho đến khi kết quả test case được ghi nhận và đánh giá. Từ ngày 11 đến 13 thì dành cho việc tìm kiếm và lập kết quả kế hoạch kiểm thử. Chúng em dành ngày 13 đến 23 để làm việc với các test case và 3 ngày còn lại để ghi nhận và đánh giá với các kết quả kiểm thử ạ. Cụ thể hơn thì mời cô và các bạn xem bảng lịch trình công việc dưới đây ạ. Về môi trường và công cụ kiểm thử thì môi trường là máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động có kết nối mạng Internet ạ. Các chức năng của trang web Pinterest được kiểm tra qua các trình duyệt Firefox và Google Chrome và hệ điều hành được sử dụng là Windows Home, iOS 14 và Linux Mint ạ. Công cụ được sử dụng trong quá trình kiểm thử là Excel để bọn em quản lý test case, Word để viết kết quả báo cáo và sử dụng MS Project để quản lý lịch trình kiểm thử ạ. Chúng em cũng đưa ra 3 loại test case tương ứng với 3 loại kiểm thử là kiểm thử chức năng, kiểm thử khả năng sử dụng và kiểm tra bảo mật website ạ. Trong đó thì kiểm thử chức năng thì phải đảm bảo các chức năng được hoạt động chính xác theo đặc cả yêu cầu bao gồm là kiểm thử liên kết,
kiểm thử form, kiểm tra cookie và thực thi tất cả các trường hợp có thể có cho mỗi nhóm chức năng, sử dụng một số dữ liệu hợp lệ hoặc là không hợp lệ để xác định cái kết quả mong đợi và cảnh báo phù hợp hiện ra. Và cách kiểm thử của chúng em thì kiểm thử bằng tay thủ công và tuần tự theo các bước được định nghĩa trong test case ạ. Ở phần kiểm tra khả năng sử dụng thì chúng em sẽ đảm bảo tất cả các test case xuất phát từ phía người dùng, bao gồm là UX, menu, liên kết, nội dung website và tính tương thích giữa các hệ điều hành ạ. Và chúng em sẽ kiểm tra giao diện, liên kết và các bước tấn cho website cần phải hiển thị và có thể được truy cập. Nội dung hướng dẫn mà nếu có thì phải rõ ràng và đáp ứng mục đích của người dùng và không có lỗi chính tả và website hoạt động tốt trong nhiều môi trường khác nhau ạ. Ở phần kiểm tra bảo mật website thì chúng em cần đảm bảo không có bất kỳ rò rỉ thông tin nào, bao gồm là kiểm tra SQL, kiểm tra thời gian cookie và session và thực thi tất cả các trường hợp có thể có cho mỗi nhóm chức năng, sử dụng dữ liệu hợp lệ hoặc không hợp lệ để xác định cảnh báo phù hợp khi có nguy cơ về bảo mật ạ. Sau đó thì chúng em phân loại lỗi ra thành 4 phần là theo mức độ nghiêm trọng. Thứ nhất là những lỗi nghiêm trọng khiến người dùng không thể sử dụng được ứng dụng, ví dụ như là hệ thống sập hoặc dữ liệu bị mất, thì chúng em đưa vào lỗi đặc biệt nghiêm trọng. Lỗi nghiêm trọng ở mức cao thì đặc tả là các chức năng chính của sản phẩm có thể không hoạt động, ví dụ như không sử dụng được một số chức năng, không thể đăng nhập hoặc là không thể chọn nhà hàng món ăn, không thể đánh giá món ăn hoặc là lỗi liên quan đến bảo mật ạ. Những lỗi medium thì chúng em đặc tả là có thể là do tìm kiếm sai kết quả không đúng mẫu hoặc là hiển thị sai thông tin hoặc là không thể tạo kết nối hoặc là không thể chỉnh sửa đánh giá. Còn những lỗi có mức độ nghiêm trọng không cao thì có thể không ảnh hưởng đến chức năng nhưng vẫn là lỗi và vẫn cần được sửa, như là các lỗi về sai text, sai vị trí button hoặc là các chức năng chạy không ổn định ạ. Với những tài liệu đã chuẩn bị thì chúng em xin tổng cộng 99 test case. Cụ thể thì em mời cô và các bạn theo dõi bảng Excel dưới đây ạ. Trong số 99 test case đưa ra thì chúng em có 26 kết quả trả về là fail ạ. Trong đó thì lỗi về phần đăng nhập là bọn em muốn là thông tin và password không được lưu trong web browser cookie, nhưng mà tuy nhiên thì website này vẫn lưu trong browser cookie nên chúng em đánh giá lỗi này lỗi loại medium ạ. Trong chức năng đánh giá thì khi bọn em muốn đổi đuôi một file thường thành một định dạng ảnh và upload thì bọn em muốn là hiển thị lỗi yêu cầu người dùng kiểm tra lại cái định dạng, tuy nhiên là cái web này nó không yêu cầu người dùng kiểm tra định dạng ạ. Cũng thêm một lỗi nữa là khi bọn em muốn tải lên tập tin, trong lúc tải lên tập tin thì bọn em ngắt nguồn mạng thì kết quả mong muốn của bọn em là hiển thị lỗi yêu cầu đường truyền và hủy quá trình upload, nhưng mà tuy nhiên thì cái web này nó bị đơ ở phần new upload ạ. Một lỗi tiếp theo ở chức năng đánh giá là phần skip. Khi bấm skip thì hai chức năng get và no bị tráo ngược cho nhau và bọn em cho rằng là lỗi này là lỗi chức năng, bọn em đánh giá lỗi này là lỗi dạng 2 ạ. Các tech fail thì hoạt động tốt, tuy nhiên trừ phần tech fail thu phóng, phần mô tả đánh giá thì nó không thể di chuyển phù hợp các button ở phía dưới nó, cho nên bọn em cũng đánh giá lỗi này một lỗi fail ạ. Và một lỗi cao đánh giá mức cao khác là hệ thống đánh giá không chính xác món ăn ạ. Ở phần tìm kiếm thì có một số test case, ví dụ như là lọc món ăn nhà hàng thì nó ra kết quả không đúng ạ. Sau khi đánh giá và kết luận lại thì bọn em đưa ra những kết luận như sau. Là trong 99 test case đã đưa ra thì có 26 kết quả trả về là fail và tỷ lệ này chiếm 26,26% ạ. Trong đó có 2 lỗi 2 và 24 lỗi medium ạ. Các lỗi được tìm thấy thì chủ yếu là lỗi thuộc về chức năng tìm kiếm do nó không thể lọc và sắp xếp các kết quả. Website thì hiển thị đầy đủ và ổn định trên đa nền tảng. Như chúng em đã test trên Windows 11, Linux Mint và điện thoại iOS ạ, và công cụ
điện thoại iPhone và công cụ Firefox và Chrome ạ. Các lỗi được tìm thấy trong quá trình kiểm thử đã được ghi lại vào tài liệu và bọn em sẽ báo cáo cho admin của trang web blackred.com ạ. Đây là phần thuyết trình của nhóm em xin chào, cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe ạ. Các bạn báo cáo trong vòng 10 phút. Ok. Bây giờ cô muốn các bạn chạy thử đi ạ. Demo các theo thứ tự những nhóm phân công. Những người phân công ai được phân công nhiệm vụ nào, người đấy sẽ phải kiểm thử demo cho cô những cái trường hợp mà các bạn đã xây dựng test case. Đầu tiên mời bạn Hoàng Trung Kiên trước ạ. Màn hình của em chưa? Nhìn thấy rồi. Được không? Thì trong nhóm thì em sẽ được phân công viết test case và test các chức năng thuộc về phần đăng nhập ạ. Thì đây là cái phần đăng nhập của cái web blackred.com. Thì bọn em sẽ test một số chức năng như là về định dạng username hay là định dạng password. Thì ví dụ như là đây em sẽ nhập định dạng, nó yêu cầu sẽ là định dạng email hoặc là phone, thì em sẽ nhập một định dạng không phải email cũng không phải là phone, thì nó sẽ thông báo là sai định dạng của email và phone em. Còn nếu mà nhập đúng định dạng đúng anh dạng là tài khoản chưa đăng ký thì nó sẽ thông báo là tài khoản này chưa đăng ký, cô và bạn có muốn đăng ký với cả username với cả cái tài khoản email này không. Còn nếu mà tài khoản đã được đăng ký à sai password thì nó sẽ thông báo là sai password, còn đăng nhập thành công thì nó sẽ chuyển vào màn hình giao diện trang chủ. Ở đây nó sẽ yêu cầu mình có muốn new vào trong browser cookie không, thì mình có thể lựa chọn là có không. Thì theo một test case em biết về mặt security thì bọn em không muốn là new vào browser vào mặt điện, thì bọn em sẽ đánh giá cái lỗi này là lỗi medium, là hơi nguy hại. Còn một số chức năng khác như là đăng nhập với cả tài khoản mạng xã hội khác như cả Google, Facebook thì khi click vào thì nó sẽ chuyển sang một tab để liên kết với mạng xã hội của mình, thì đăng nhập thành công. Thì định dạng như định dạng email nhập sai định dạng thì nó sẽ thông báo. Để chống thì sao? Để chống thì nó sẽ yêu cầu điền vào cái field này. Bọn em còn kiểm thử một số chức năng khác như về phần giao diện, như là cái placeholder ấy, cái email or phone này khi mà mình gõ vào thì nó phải biến mất ấy. Hoặc là cái phần ô field này khi mình chọn thì nó phải highlight cái phần nhập username này lên. Và một số chức năng khác như là ẩn hiện password ấy. Thì cũng một số chức năng khác như là copy hoặc paste vào phần username hoặc password ấy. Thì phần username thì username password mình có thể paste bằng chuột phải hoặc bàn phím một cách thoải mái từ chỗ khác ấy. Còn nếu muốn copy password thì sẽ không được ấy, tại vì cái này sẽ làm giảm tính bảo mật ấy, sẽ không sao chép được password. Thì phần đăng nhập này thì thường thì bọn em test thì sẽ hầu như là không có lỗi. Cô còn câu hỏi gì khác không?
Dạ, cô còn câu hỏi gì khác em hỏi. Cô vừa bị A. Dạ vâng. Đó, vậy là bạn Hoàng Trung em Hoàng Trung Kiên đúng không? Vâng. Vừa kiểm thử cái login đúng không? Vâng. Rồi, bạn nào nữa? Bạn tiếp theo là bạn về cái chức năng tiếp theo các bạn làm đó là chức năng gì ạ? Thưa cô, chức năng tiếp theo là chức năng đánh giá. Rồi, cho tôi xem ai là người chức năng đánh giá. Sẽ thử dạ. Một số test hay fail. Test fail. Ở đây thì em có một cái website em xin vào phần đánh giá luôn. Ở đây em có một test fail đầu tiên thì em muốn kéo cái test fail này ra. Thì em muốn là tất cả các button này thì phải được dịch chuyển theo cái test fail này. Tuy nhiên thì có hai button là button red và skip thì nó không dịch chuyển theo ạ. Và nó chỉ đứng yên một chỗ. Em đánh giá đây là một lỗi ạ. Lỗi thứ hai thì em ở đây thì em có một ảnh có một file thường ạ. Em duyệt một file thường. Thì, ví dụ như là đây em đổi một cái đuôi file thường thành đuôi một file JPG và em thử upload ạ. Thì đầu ra mong muốn của em là nó phải đăng ra một cái thông báo là yêu cầu người dùng kiểm tra lại cái định dạng này ạ. Tuy nhiên thì website này bị đơ luôn ở phần cửa sổ Live Photo ạ. Và em cũng đánh giá đây một lỗi ạ. Lỗi thứ ba là em muốn xử lý sự kiện khi bấm nút skip. Thì ở đây nó hiện ra một text fail thì yêu cầu người dùng hỏi lại người dùng là muốn ở lại hay là muốn skip ạ. Thì lẽ ra cái yes này thì phải là người dùng xác nhận lại cái yêu cầu skip này, còn no là phải là người dùng hủy yêu cầu skip ạ. Tuy nhiên thì hai nút này đang bị lẫn lộn lại với nhau ạ. Vâng. Thì em đánh giá đây là một lỗi hai. Cái test case thứ tư thì là ở đây em có một cái quán và ở đây là menu ạ. Ở đây thì cái món hamburger ví dụ như là món này có 5 review từ các người dùng khác nhau và lẽ ra thì cái các review này sau khi được tính toán thì phải ra một kết quả trung bình ạ. Tuy nhiên thì ở đây thì cái đánh giá này đang hiện ra là không đúng ạ. Đang hiện ra những số ngẫu nhiên ạ. Ví dụ như ví dụ như là ở đây có 6 red. Ở đây có 1 sao này. 1 sao và 5 sao. Tuy nhiên thì ở đây nó chỉ hiện ra 1 sao đấy ạ. Và vậy em cũng thử là liệu có phải là do đây là nó hiển thị đánh giá gần nhất không. Nhưng mà không phải, đây là hiển thị đánh giá ngẫu nhiên đấy ạ. Và em đánh giá đấy một lỗi sai ạ. Còn một lỗi sai tiếp theo là em muốn cái button delete button xóa này thì nó phải xóa đi cái review này hoặc là nó hiện ra một form để người dùng hỏi lại. Tuy nhiên ở đây nó chỉ hiện ra một thông báo thôi và không có nút xác nhận để người dùng đồng ý hay là sửa đổi hay là hủy kết quả xóa. Cái phần chức năng đánh giá của em thì hiện tại chỉ có một số lỗi như vậy. Ok. Rồi, mời anh Nhung. Cái chức năng cuối cùng nữa là chức năng gì ạ? Trong cô chức năng cuối cùng là chức năng tìm kiếm ạ. Em tìm được bao nhiêu lỗi ở chức năng đấy em ơi? Em cũng tìm được một số lỗi ạ. Cô thấy màn hình của em chưa ạ? Rồi, cô nhìn thấy rồi. Thì đầu tiên là với một cái keyword đầu vào là khó thì đầu tiên là chức năng sort by ạ. Thì em thấy là dù tức là mấy cái tiêu chí ở trong này thì cho dù em có chọn tiêu chí nào thì nó cũng hiển thị kết quả y hệt như thế ạ. Ví dụ như ở đây em chọn cái tiêu chí là closest, tức là những cái
quán mà gần nhất ấy, và nó sẽ sắp xếp theo thứ tự là từ tức là thứ tự khoảng cách từ gần đến xa ấy ạ. Thì ở đây nó hiện ra cái khoảng cách của các quán thì nó không hiển thị theo thứ tự từ gần đến xa của. Tức như quán này ở đây là 4,4, 4,5 nhưng mà đến cái quán này thì nó lại là 4,3 ạ. Rồi đến quán đến chức năng là highest incentive là được giới thiệu nhiều nhất. Thì kết quả nó vẫn hiển thị y như bên trên ạ. Vẫn hiển thị y như cái bên cái filter closest. Rồi khi em chọn đến lowest price tức là giá thấp nhất thì nó cũng không sắp xếp theo cái thứ tự là từ những quán có giá thấp nhất đến giá cao mà nó kiểu như kiểu sắp xếp ngẫu nhiên ấy. Rồi sang đến cái filter rating ấy, thì em muốn là khi mà mình chọn rating bao nhiêu thì nó sẽ hiển thị những cái quán mà có độ rating nhỏ hoặc bằng cái rating đấy ạ. Nhưng ở đây ví dụ em chọn là 2 sao ấy, nhưng mà nó vẫn hiện ra những cái quán mà có rating lớn hơn cả 2 sao ở đây ạ. Thực ra kết quả nó vẫn y như thế rồi ạ. Rồi đến ở trong cái phần filter về phần distance ấy, thì em muốn chọn những cái quán mà ví dụ nó có khoảng cách nhỏ hơn cái giá trị mà em chọn trên thanh distance ấy. Ở đây em có thể kéo về nó về khoảng tầm 0,2m thì đáng lẽ ra nó sẽ hiển thị là no result hay là những cái quán nhỏ hơn 0,2 mile ấy. Nhưng ở đây nó vẫn hiển thị ra những cái quán mà có cái khoảng cách lớn hơn 0,2 mile ấy. Rồi phần max delivery time ấy, tức là thời gian giao hàng thì cho dù em tức là những cái quán ở đây mặc dù nó chưa set cái thời gian giao hàng là bao nhiêu phút ấy, nhưng mà mặc dù em kéo cái filter này thì nó vẫn cứ hiện ra những kết quả của các cái quán đấy ạ. Rồi ở trong phần cuisines tức là phần ẩm thực ấy, thì ở đây là những cái món ăn Việt Nam nhưng mà khi em chuyển sang chọn cái phần ẩm thực là kiểu African của châu Phi ấy, đấy thì nó lại hiện ra những cái phở xưa rồi hay phố đội cấn các thứ ấy. Thì cái này nó lại là cái khu vực ẩm thực này nó thuộc về kiểu Việt Nam rồi, Việt Nam mix chứ không phải là của African cơ ạ. Em đánh giá đây là một lỗi ạ. Rồi khi mà em thử kết hợp tất cả các filter với nhau thì kết quả nó cũng hiện ra nó cũng bị lỗi. Tức là nó cứ khi mình đã chọn một cái filter đầu tiên rồi mình ấn tìm rồi ấy, thì kết quả của mấy cái filter kia dùng mình trộn hay là mình để riêng thì nó vẫn cứ hiện ra y như thế thôi ạ. Còn gì nữa không? Em mới tìm được một vài lỗi như thế thôi. Còn cái phần sâu hơn thì em cũng chưa thấy ạ. Em chưa tìm được. Có thể ở đây nhóm có nói đến một cái gì đó về bảo mật trong báo cáo ấy. Cái đánh giá bảo mật của bạn ở đâu ạ? Kiểm thử bảo mật của bạn ở đâu ạ? Đây này, thấy có kiểm thử bảo mật website 16.1.3. Mục đích kỹ thuật tiêu chuẩn. Vậy các bạn làm ở đâu ạ? Kiểm thử bảo mật thì làm sao kiểm thử bằng tay được ạ em? Kiểm thử khả năng sử dụng ở đâu ạ? Kiểm thử chức năng, các bạn đang kiểm thử chức năng này. Nhá, các bạn có cái mục 6 nhé, chiến lược kiểm thử nhá. 6.1.1 là kiểm thử chức năng là ok này. Kiểm thử thứ hai, kiểm thử khả năng sử dụng. Ok, đây có gọi như là kiểm thử về user, được rồi, cũng được. Nhưng cái 6.1.3 kiểm thử bảo mật website ạ. Em cho cô là ở trong số test case chúng em thì bọn em có kiểm tra SQL injection ạ. Và bọn em còn kiểm tra cả ví dụ như là cô đăng nhập cả cùng một lúc hai tài khoản trên hai tab khác nhau thì session nào đến trước thì sẽ bị hủy trước ấy ạ. Và bọn em cho rằng đấy là kiểm thử bảo mật ạ. Không ạ. Đấy chỉ một phần nhỏ thôi. Đâu em ở test case nào là kiểm thử SQL injection ạ? Đọc test cây đi ạ, số thứ tự test cây đi ạ. Tôi chưa tìm thấy cái gọi là bạn tìm cho tôi cái chỗ mà bạn nói rằng là các bạn có thiết số 28 ạ. Số 28.
Đó, bạn kiểm thử như thế nào? Thực thi cái kiểm thử này giúp tôi xem nào. Đâu, một bạn trình bày cái thực thi kiểm thử đấy giúp tôi xem nào. Nếu mà kiểm thử bảo mật là nó phải nhiều lắm em ơi. Đấy, còn SQL injection chỉ là một phần rất là nhỏ thôi. Em đi học rồi con ơi. Tìm thấy chưa? Làm chưa? Làm thử có xem nào. Kiểm thử SQL injection thực ra là bạn phải phải đưa vào các cái biểu thức để nó có thể làm chứng tỏ là có lỗ hổng hoặc là không có lỗ hổng SQL injection. Các bạn có không? Này em cô em xin phép được thử một cái ạ. Ok, mời anh đi ạ. Tức là bạn chưa kiểm thử thì, gì? Đây đây, không, bọn em có thử rồi nhưng mà em chỉ thử với những cái trường hợp đơn giản thôi cô ạ. Ví dụ như là trong cái phần username ấy, thì em có thể thay cái tên đăng nhập bằng những cái tự như là 1 bằng 11 chữ ạ. Thì cái này nó có thể làm lỗi cái lệnh truy vấn vào trong cái tên đăng nhập của cái database của cái web ấy ạ. Nhưng mà khi mà em ấn vào thì nó sẽ hiện ra invalid email address. Hoặc là em cũng có thể thử ở bên dưới phần password với cái tài khoản mà em đã dùng ấy. Đây thì em cũng nhập cái đấy để test xem là nó có bị cái lỗi SQL injection ở phần password không ạ. Thì ở đây nó cũng sẽ báo là password sai. Và cái mong muốn của em là nó sẽ hiện ra là nó sẽ trả về một cái file như kiểu là in về password, hoặc là nó sẽ báo ra một cái lỗi kiểu không nhận dạng được hay kiểu như thế. Bọn em muốn là cái lỗi như thế nhưng mà ở đây nó vẫn hiển thị là được đúng cái ấy. Còn những cái phần đây là bạn đang kiểm thử xem là có sử dụng cơ chế chặn SQL injection không đúng không? Và bạn thử một số các cái đấy, như vậy cái mô tả của bạn là chưa chuẩn nha, mô tả rõ, tức là phải mô tả trường hợp đưa truyền vào, nhưng mà nó cũng đấy chỉ là một phần nhỏ thôi. Em chỉ sử dụng một cái cú pháp lệnh đó mà em kết luận là nó chặn SQL injection là chưa chuẩn đâu, bởi vì nó sẽ có rất nhiều. Em phải thử riêng với cái thằng 28 này, nếu mà sinh đủ test case của nó, các bạn phải sinh phải đến mười mấy cái test case về SQL injection. Vâng. Đấy, em đấy mới chỉ thử vài ba ký tự thôi cô ạ. Vâng. Đây, cầu em nhóm em có sự nhầm lẫn. Rồi, còn phần nào nữa nhỉ? Bọn em chỉ có 3 chức năng này thôi ạ. Ok. Về cơ bản thì là tôi thấy là về cái công sức đầu tư của nhóm là nhiều. Các bạn đã xem xét tất cả các khả năng và xây dựng tất cả các kịch bản cũng như các trường hợp có thể xảy ra. Cái chỉ có mỗi một cái mà tôi cần thắc mắc đó là cái chỗ kiểm thử bảo mật. Và các bạn thực ra là do cái test case của bạn là cái SQL injection này là các bạn chưa nói rõ ra phủ hết lên thôi. Nhưng có nghĩa là vẫn có cái phần đấy một chút. Đấy chưa? Nhưng đó cũng không gọi là kiểm thử bảo mật, nó chỉ là một phần nhỏ thôi, là kiểm thử gọi là tránh tấn công SQL injection thôi. Ok, rồi, cũng được, rất tốt. Nhóm làm rất là chu đáo, cẩn thận. Báo cáo thì cũng ổn. Tôi cho nhóm 9 điểm. Mặc dù với cái mức bài này nhá, bình thường là chỉ được 8 thôi. Nhưng thôi tôi cộng điểm vì là cái sự đầu tư khá là công phu, kể cả ba cái kiểm thử, từ kiểm thử chức năng đến kiểm thử giao diện, kiểm thử
có liên quan đến một chút bảo mật. Thường là những cái bài mà liên quan đến kiểm thử thủ công ấy thường ít khi được qua điểm 8 lắm. Bởi vì là kiểm thử tự động người ta sẽ mất nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên là tôi cũng nhận thấy là các bạn đã khắc phục cái việc là thay vì tìm hiểu một công cụ kiểm thử tự động thì các bạn đã xây dựng và đã xoay sở rất nhiều cái kịch bản tấn công, các cái kịch bản để kiểm thử rất là tốt rồi. Họ cũng tìm ra được khá là nhiều lỗi hợp lý, lỗi là lỗi hợp lý. Ok. Chiều hôm nay thì có 3 nhóm. Nhóm 15 6 điểm, nhóm 18 7 điểm và nhóm 12 9 điểm. Đấy là những điểm mà tôi công bố. Sáng nay thì có 9 nhóm 4 9 điểm, nhóm 7 7 điểm và nhóm 10 6 điểm. Đấy, đấy là cái điểm mà tôi công bố luôn hôm nay, các bạn nào chưa nhớ thì đấy. Thì phần buổi hôm nay là chúng ta chỉ có từng này nhóm thôi. Cho nên chúng ta sẽ dừng cái buổi chiều học hôm nay ở đây. Những nhóm tiếp theo hãy cố gắng hoàn thiện cái bài của mình thật tốt. Ví dụ như chúng ta cố gắng xem xét, lật đi lật lại các cái kịch bản để chúng ta tìm ra được những cái fail của nó. Chứ đừng có theo một cái lối mòn. Đừng theo lối mòn, thì đa phần những cái website mà xây dựng chuẩn rồi thì nó không còn những lỗi để dễ các bạn tìm thấy nữa đâu. Đấy. Và phải có một sự đầu tư đúng đắn và nhất định. Ai đầu tư nhìn là biết ngay cái bài báo cáo nó có đầu tư hay không. Nhưng mà các bạn báo cáo là tôi biết ngay có đầu tư hay không, mức độ đầu tư đến bao nhiêu. Đấy, chứ chúng ta không thể làm cách áo uông mà đòi điểm cao được nhá. Thứ tư hôm nay là thứ năm, hôm nay là thứ ba nhỉ. À xong rồi, tuần sau thôi đúng không? Vẫn còn rất nhiều thời gian cho các nhóm vào tuần sau. Tuần sau các bạn báo cáo tiếp nhá. Và các bạn nếu mà sợ vào gửi vào mail mà nó hay bị lẫn ấy, thì các bạn gửi trực tiếp luôn trên cái tin nhắn tin cũng được. Thì cô đọc từng tin nhắn, thì cô lấy tin nhắn nó ra là nhanh hơn. Nhưng ghi rõ, ví dụ như là em là lớp C301, nhóm bao nhiêu, gửi cô tài liệu báo cáo. Đấy, ghi rõ vậy cho cô nhá. Lớp có gì thắc mắc không ạ? Ai có gì thắc mắc về điểm của mình nữa không ạ? Dạ không ạ. Rồi ok. Buổi hôm nay thì cô không điểm danh. Hôm trước là hình như cô nhờ Lương điểm danh hay sao ấy, Lương nhỉ? Có Lương ở đây không nhỉ? Có. Hôm trước em điểm danh. Lương gửi kết quả cho cô rồi đúng không? Vâng ạ. Ok, buổi hôm nay cô không điểm danh nữa. Buổi sau cô điểm danh nhé. Rồi, hôm nay lớp mình nghỉ.